Chào mừng các bạn đến với khóa học thiết kế kiến trúc chuyên nghiệp cùng Revit. Mình là Hùng và trong video giới thiệu này, chúng ta sẽ cùng làm quen với nhau. Mình sẽ có một chút giới thiệu về bản thân mình, cũng như mình sẽ giúp các bạn hiểu thêm về các cái kiến thức mà các bạn sẽ học trong cái khóa học thiết kế kiến trúc chuyên nghiệp cùng Revit, các nội dung chính của khóa học và các điểm khác biệt khóa học mang đến, cũng như là mình sẽ nói về các cái giá trị khác bên ngoài cái khóa học mà mình cam kết gửi đến các bạn khi bạn tham gia khóa học này. Ok chưa? Thì đầu tiên là một chút thông tin về mình. Mình xin giới thiệu, mình là Phạm Sĩ Hùng. Mình hiện tại đang công tác và làm việc tại Hà Nội. Mình đã có khoảng 3 năm nghiên cứu và sử dụng Revit chuyên sâu. Và trong 3 năm đấy, ngoài sử dụng Revit thì có một cái điểm đặc biệt rất là may mắn, đó là mình có tìm hiểu chuyên sâu về các công nghệ mới, trong đó có công nghệ về BIM, công nghệ BIM. Và mình nhờ khoảng thời gian hơn 3 năm mà mình nghiên cứu về các tài liệu BIM của quốc tế và của các trường đại học quốc tế, thì mình có một cái nhìn khá là sâu về cách cái Revit phục vụ cho các nhà thiết kế, được chưa? Và ngoài ra thì mình cũng với cái mục tiêu đó là muốn trở thành một nhà thiết kế tốt, mình cũng đang nghiên cứu tìm hiểu về công trình kiến trúc xanh bền vững và các cái công nghệ mô phỏng. Do vậy thì mình rất là tự tin có thể mang đến cho bạn một cái khóa học thiết kế bằng Revit hiện nay. Rồi mình đã có khoảng 3 năm đào tạo rồi, và trong 3 năm đào tạo đấy thì mình gặp rất nhiều các bạn sinh viên và các bạn học viên, và mình khá là thấu hiểu những cái suy nghĩ của các bạn sinh viên học viên khi tiếp cận Revit. Và hiện nay thì hầu hết các khóa học mà các bạn có thể học ở các trung tâm hay là các khóa học online các bạn tìm thấy trên YouTube hay là các cái trang đào tạo như là Edomo, thì hầu hết các khóa học đều hướng tới dạy các học viên kỹ năng đó là dựng hình và triển khai bản vẽ kỹ thuật bằng Revit. Ok, cái này là một trong những cái kỹ năng quan trọng của người kiến trúc sư rồi, và nó cũng là một cái sức mạnh của Revit rồi. Tuy nhiên, mặc dù gì đi nữa thì chúng ta cũng là nhà thiết kế, đúng không các bạn? Do vậy, mình muốn giúp các bạn đó là sử dụng Revit không chỉ là để dựng hình thiết kế, mà còn giúp các bạn đó là tạo ra được một thiết kế tốt, tạo ra được một cái thiết kế thật sự tốt và làm việc trong một cái môi trường thật là vui vẻ. Các bạn thấy bức ảnh này của mình. Và tại sao mình chọn cái ảnh này? Bởi vì mình muốn nhắn gửi các bạn đó là mình rất thường xuyên rất là vui vẻ và hạnh phúc, bởi vì mình làm chủ được tư duy thiết kế, mình làm chủ được công nghệ, và mình ứng dụng công nghệ một cách rất là linh động để phục vụ công nghệ của mình và phục vụ công việc của mình, và hầu hết là mình rất là vui vẻ. Ok, đấy là hơi một chút lan man về cái khóa học. Thì các bạn có thể liên hệ với mình qua các thông tin đây. Ví dụ các bạn có thể vào blog của mình tại hungphamkts2014blogspot.com. Đây là blog của mình các bạn nhé. Trong blog này thì mình chia sẻ rất nhiều thông tin, từ các chuyện công việc này, các cái thư viện các bạn có thể download này, hay các khóa học và các cái công việc tâm sự về cuộc sống. Bạn nào có thể vào đây giao lưu với mình nhé. Dạ. Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu mình qua kênh Facebook gọi là Buildingman2014. Đây là Facebook của mình và đây là avatar của mình. Nhân tiện khoe, mình có rất là nhiều tham gia rất là nhiều khóa học về mô phỏng năng lượng, và sắp tới mình hy vọng là có thể giúp các bạn nào thích về công trình bền vững, công trình xanh, có thể là nghiên cứu làm việc với các cái công cụ mô phỏng năng lượng để có thể tạo ra được một thiết kế tốt. Ok, còn đây là kênh YouTube của mình, các bạn có thể search là Hùng Phạm KTS2014@gmail.com là ra thôi. Được chưa? Ngoài ra thì bạn nào đã từng học cái khóa học Render của mình trên Oromo đây, chắc hẳn các bạn cũng đã biết về mình rồi đúng không? Đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể liên hệ với mình qua Gmail hungphamkts2014@gmail.com và số điện thoại là 0949588898. Mình hiện tại đang làm việc ở Hà Nội, do vậy bạn nào mà có nhu cầu giao lưu trà đá chén gió về công việc Revit, về BIM, năng lượng hay bất cứ thứ gì, các bạn có thể gọi mình các bạn nhé. Mình sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn và giao lưu của bạn. Rồi, đấy là một chút thông tin về mình. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với khóa học nào. Vậy khóa học của chúng ta các bạn sẽ được học cái gì? Đây là cái khóa học của mình, thiết kế kiến trúc chuyên nghiệp cùng Revit. Đấy, khóa học là thiết kế các bạn nhé, không phải là học dựng hình và triển khai. Do vậy bạn nào mà muốn học Revit dựng hình triển khai thì cũng học được thôi, nhưng mà nó hơi không sâu. Và cái của mình mang đến là một cái khóa học về thiết kế, một thiết kế kiến trúc chuyên nghiệp cơ. Thì các bạn thấy đây, nội dung khóa học sẽ tổng quan sẽ bao gồm khoảng 20 chương, bao gồm cả chương giới thiệu và chương tổng kết, với khoảng hơn 90 video, với trên 15 giờ
Đấy, 15 giờ. Các bạn tính ra 15 giờ mà đi học off thì cũng khá khá là nhiều buổi đúng không? Đây là chưa kể là việc video này là cực kỳ tinh gọn. 15 buổi, 15 giờ này mà ra học off thì mình nghĩ cái khóa học này các bạn phải học đến tầm 15 20 buổi gì đấy. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy đó là đầu tiên là do các bạn là những người bắt đầu, mình cũng đi từ những cái cơ bản thôi. Chúng ta sẽ cùng làm quen với Revit này. Chúng ta sẽ cùng làm quen với các công cụ cơ bản này. Sau đấy mình sẽ hướng dẫn các bạn khởi tạo dự án này, hay là các bạn sẽ cũng đi những cái bước quan của mà các bạn hay học ở trong các khóa học khác như là dựng hình. Các bạn cũng được học cách dựng hình. Đấy, được học cách dựng hình, được học cách dựng từ tường, cửa sổ, sàn, mái, trần, thang, lan can. Thang, lan can có tận 10 video này. Tường có khoảng tầm rất là nhiều video đây. Đấy. Hay là các cái thư viện, hay là tạo các view, hay là render, các bạn cũng được học render. Hay là các bạn cũng được học về thống kê, dàn trang, dim text tag, dàn trang, in ấn, có đầy đủ cả. Nghĩa là hầu hết các bài học về cơ bản mà các bạn cần có thì đều có trong khóa học này. Các bạn yên tâm, cái này là chắc chắn có. Tuy nhiên, cái này nó chỉ là những cái kiến thức cơ bản và các bạn có thể học ở bất cứ học nào. Cái mà mình mang đến là cái thiết kế cơ. Thì thiết kế ở đây nó sẽ có những cái gì? Thiết kế ở đây là bao gồm những việc như là, đó là các bạn làm sao để có thể thiết kế nhiều phương án cùng Revit. Hiện nay các bạn đi làm đúng không? Các bạn nếu mà sử dụng các phần mềm cũ như là Max, như là CAD, như SketchUp thì làm việc với nhiều phương án luôn là một trong những cái vấn đề đau đầu, đúng không ạ? Các bạn phải dựng hình rất là nhiều. Các bạn không thể tận dụng các cái tài nguyên của các phương án, ví dụ hai phương án mà có những cái gì chung thì chúng ta rất ít khả năng, cái khả năng khai thác cái điểm chung đấy rất là ít. Và chưa kể là khi các bạn muốn so sánh các phương án thì rất là thiếu các công cụ để so sánh. Tuy nhiên Revit là một phần mềm kiểu khác. Revit nó giúp các bạn đó là có thể làm nhiều phương án trong cùng một file và từ đó có thể khai thác được các cái tài nguyên, khai thác được các cái dữ liệu, cũng như là giúp các bạn có thể khai thác cái mô hình thông tin các bạn tạo ra để tạo ra một cái thiết kế tốt và giúp các bạn làm việc cực kỳ nhanh chóng hiệu quả. Và đây là một trong những cái sức mạnh mà các bạn sẽ được học trong khóa học này. Mình sẽ chia sẻ một chút nữa, đó là cái khóa học mà các bạn đang học đây là cái dự án mà các bạn học là một cái dự án có thật mà mình đang làm ở công ty của mình. Thực ra thì cái này cung cấp một cái dự án có thật tới mọi người cũng là một điều hơi cấm kỵ một chút, nhưng mình với cái tâm huyết của một người đại học của các bạn tiếp cận những cái thứ thực tế nhất thì mình đã liều lĩnh đưa khóa học này vào và đưa cái dự án này vào. Và chia sẻ với các bạn luôn, đó là cái dự án này mình đang làm trực tiếp với chủ đầu tư, sếp của mình là chủ đầu tư. Và chủ đầu tư họ quan tâm cái gì? Chủ đầu tư họ quan tâm đến thiết kế là nhiều nhất. Rồi sau đấy là họ, trong tất nhiên là thiết kế nó sẽ đi cùng với cả kinh tế nữa. Thì khi mình sử dụng Revit và BIM để phục vụ sếp mình thì mình luôn luôn mỗi tuần mình họp 2-3 lần và mỗi lần mình luôn có 2-3 phương án, có hôm 4-5 phương án trong một tuần. Các bạn hiểu cái khối lượng cực kỳ lớn, họ yêu cầu, họ luôn luôn thay đổi. Các bạn biết chủ đầu tư luôn luôn thay đổi và họ luôn luôn cần các đội thiết kế luôn luôn phản ứng nhanh nhạy với sự thay đổi và làm sao thì có thể tối ưu nhất và tốc độ nhất. Và nhờ Revit mình đã giúp là mình đã làm được sếp của mình rất là hài lòng. Đấy, họ rất là khoái Revit và rất khoái BIM. Đấy, và mình tin rằng khi bạn học khóa học này thì các bạn hoàn toàn có thể làm điều đấy. Đấy. Rồi, ngoài ra nữa thì cái khóa học này nó sẽ có những cái chương rất là đặc biệt phía giữa của cuối này này. Đó là những cái chương mà giúp các bạn khai thác cái mô hình thông tin Revit tạo ra. Các bạn hiểu thế này này, khi các bạn làm việc với Revit, việc các bạn dựng hình và triển khai được các bạn vẽ ra ấy, thì thực ra nó là chỉ các bạn chỉ làm chủ được khoảng 20% cái sức mạnh của Revit và BIM thôi. Bởi vì ấy, dựng hình là cái bước chúng ta làm cơ bản, còn nó chỉ chiếm khoảng 20% khối lượng. 80% khối lượng còn lại thường là chúng ta sẽ phải khai thác cái mô hình đấy. Nhiều người nói Revit làm việc nhanh, đúng và sai. Đúng là nếu các bạn biết khai thác mô hình, còn nếu mà sai, nếu các bạn không biết khai thác mô hình thì nó là sai, tức là các bạn làm chậm hơn cả CAD, làm chậm hơn cả Maxer. Đấy, các bạn lưu ý cho mình nữa. Nhiều khi làm Revit rất chậm đấy các bạn ạ. Nhưng nếu các bạn biết khai thác mô hình, các bạn biết tận dụng các tài nguyên thông tin thì các bạn làm việc rất nhanh. Và những cái chương cuối này thì sẽ giúp các bạn đó là làm sao để có thể làm tăng tốc nhanh này. Đấy, có thể là tối ưu cái dự án này bằng các công cụ, các cái sức mạnh mà Revit mang đến, như là các cái sức mạnh của template. Đấy, template của bao gồm project template hay view template này, hay là design option, tức là cái mà làm nhiều phương án, hay là nghiên cứu, các cái nghiên cứu, một vài cái nghiên cứu nhỏ như
với chắn nắng này, hay làm sao để thống kê dự án một cách nhanh chóng hiệu quả. Đấy, được chưa? Thì đây chính là mấy những cái điều cốt lõi, những cái điều khác biệt với khóa học này mình mang đến các bạn bạn nhá. Được chưa? Và mình tin rằng khi bạn học khóa học này thì các bạn sẽ bắt gặp được những kiến thức chưa bao giờ các bạn gặp ở một khóa khác nào khác có trên thị trường. Rồi, ở đây thì mình sẽ cho bạn xem cái file dự án chúng ta sẽ học. À, đây là file dự án của chúng ta. File dự án chúng ta là một cái dự án nhà văn phòng kết hợp với nhà ăn và nhà công vụ. Nó có diện tích khoảng tầm 400m2. Và các bạn thấy ở đây mình đã làm trên một file Revit với hai phương án. Bạn thấy có hai phương án này, option 1, option 2. Đấy, các bạn cũng làm 3D hai phương án bình thường. Đấy. Đấy. Và các bạn sẽ được học những các cái giá trị khác, như các bạn cũng được học như là render. Đấy, các bạn cũng được học render. Render khá là đẹp đúng không ạ? Các bạn cũng được học những cái như là thống kê. Đây, các bạn được học thống kê này. Thống kê Revit rất đặc biệt các bạn, thống kê Revit. Nếu các bạn sử dụng hai phương án ấy thì các bạn thống kê nó rất là hay. Nên chúng ta thống kê rất là nhanh chóng cả hai phương án và chúng ta so sánh được luôn. Phương án nào tốt, phương án nào. Đấy, dùng design option là nó vậy. Nó giúp các bạn so sánh phương án cơ. Các bạn làm thiết kế các bạn phải luôn có nhiều phương án và các bạn phải chọn được phương án tốt hơn từ các phương án đấy. Và Revit nó cho bạn những công cụ không chỉ chính xác mà còn nhanh chóng hiệu quả. Và cái này là cái mà mình mang đến trong khóa học các bạn nhá. Ngoài ra thì tất nhiên các bạn cũng sẽ được học dàn trang in ấn bình thường. Đấy, được chưa? Dàn trang in ấn bình thường. Đấy. Đấy. Ok chưa? Như mình nói, khóa học này là khóa học thiết kế và các bạn sẽ được trải nghiệm những cái công việc của một người thiết kế khi có làm chủ được sức mạnh của Revit và hiểu về quy trình BIM. Đấy, các bạn mình tin rằng cái khóa học này nó sẽ thay đổi rất nhiều về tư duy và cái định hướng công việc của bạn. Mình tin là vậy. Ok, thì đấy là giới thiệu qua một chút về cái khóa học rồi. Ngoài ra thì mình cũng xin giới thiệu đến các bạn một số cái cam kết mà khi các bạn đăng ký khóa học này. Đầu tiên, khi các bạn đăng ký khóa học thì các bạn sẽ trở thành bạn của mình, học viên của mình, khách hàng của mình. Đấy, mình sẽ hỗ trợ các bạn không chỉ trong khóa học mà trong các cái dự án, trong các công việc, bất cứ cái vấn đề gì mà mình có thể hỗ trợ được, như là về Revit, về BIM, về mô phỏng năng lượng, hay về các công việc, về thị trường việc làm, hay là các cái mối quan hệ vân vân. Mình có thể hỗ trợ được cái gì mình hỗ trợ hết. Các bạn sẽ được join vào một cái group Facebook của mình và mình sẽ cùng các bạn giao lưu cùng các bạn khác trong cái khóa học này. Dạ. Ngoài ra khi các bạn đăng ký khóa học này thì mình cũng nói luôn là mình sẽ có những khóa học trực tuyến. Khóa học trực tuyến ở đây tức là mình sẽ dạy các bạn trên internet ấy, chứ không phải qua video nữa. Và khi các bạn đăng ký khóa học này thì mình rất là vui khi có thể là tặng những bạn nào cần các khóa học trực tuyến hoàn toàn miễn phí để giúp bạn không chỉ là học và phát triển thêm các kỹ năng của mình. Mình sẽ có rất nhiều các khóa học khác dạ, để có thể giúp các bạn không chỉ là khóa học này đâu. Đấy. Ngoài ra khi các bạn mua bất cứ một khóa học nào của mình thì các bạn sẽ gần như trở thành bạn của mình. Ví dụ như bạn nào đã mua khóa học render của mình ấy, khóa học render của mình thì các bạn sẽ luôn luôn, các sắp tới mình sẽ có rất nhiều khóa học mới, thì các bạn khi các bạn đã là học viên của mình thì các bạn có thể mua được những cái khóa học mới của mình một cái chi phí cực kỳ ưu đãi mà các bạn không thể có được nếu các bạn không từng là học viên của mình. Các bạn có thể được giảm giá đến tầm 60-70% chuyện bình thường. Đấy. Cái này mình chắc chắn cam đoan với các bạn nhé. Các bạn sẽ luôn nhận được các voucher. Và mình sẽ làm việc với Edomo để có thể làm sao có những quyền lợi tốt nhất cho bạn. Và cái cuối cùng đó là khi các bạn đăng ký khóa học này thì mình sẽ dành tặng cho bạn những cái thư viện khoảng tầm 10GB mà mình tích góp được trong thời gian qua để giúp các bạn có thể làm sao tốt nhất. Đấy, được chưa? Như vậy thì mình hy vọng là chúng ta không chỉ học với nhau, chúng ta còn làm việc và chúng ta tạo điều kiện cho nhau để làm sao và phát triển được cộng đồng Revit, phát triển được những cái cách làm mới, các tư duy mới, thì từ đó có thể giúp là chúng ta phát triển được bản thân này, phát triển được ngành nghề và giúp đỡ những anh em khác trong ngành nghề nữa. Được chưa? Mình rất vui có thể kết bạn cùng các bạn, có thể chúng ta sẽ cùng làm việc và học tập và nghiên cứu với nhau. Và các bạn hãy liên hệ với mình để chúng ta có thể cùng tham gia với nhau các bạn nhé. Như vậy thì mình đã giới thiệu qua cho bạn một chút các cái thông tin về cái khóa học này. Và thật sự thì đây là một khóa học mình rất tâm huyết các bạn ạ. Mình các khóa học của mình ấy, thì mình thực ra thì mình làm các khóa học thì mục đích của mình là
làm sao giúp các bạn càng nhiều càng tốt. Bạn nào đã từng giao lưu với mình qua Facebook hay qua các group Facebook thì chắc hẳn các bạn cũng thấy mình rất là vui vẻ hòa đồng. Các bạn thấy cái ảnh này mình rất vui vẻ hòa đồng. Và mình luôn luôn có tâm huyết làm sao giúp được các bạn càng nhiều càng tốt. Và cái khóa học này là mình cực kỳ tâm huyết luôn, cực kỳ tâm huyết. Mình dành rất nhiều thời gian và tâm sức để tạo ra khóa học này các bạn ạ. 90 video, các bạn biết 90 video, hơn 90 video với 15 giờ. Video thu mệt mỏi, khản cổ, ốm đau. Các bạn xem video các bạn thấy giọng mình khản. Có những hôm mình ốm, mình bị viêm mũi, mình làm việc rất vất vả để có thể tạo ra video này. Bởi vì mình thực sự là mình muốn tạo ra một khóa học chất lượng nhất. Bởi vì các bạn xứng đáng được hưởng nó. Các bạn bỏ tiền ra và các bạn đã dành niềm tin cho mình, hay là dành niềm tin cho Revit, hay là các bạn đang muốn thay đổi bản thân, thì đây là một cơ hội mà mình muốn các bạn có thể nắm lấy. Và các bạn thấy là đây, cái avatar mình rất là vui vẻ đúng không? Mình thực sự mình rất là vui vẻ. Bởi vì mình ấy, thực ra bây giờ mình đã làm chủ được cái con đường mình. Mình hiểu được cái tư duy thiết kế, mình biết áp dụng công nghệ để làm sao công việc của chúng ta nhẹ nhàng mà nó hiệu quả, và chúng ta làm việc với cái sự thoải mái và hài lòng, chứ không phải là một cái sự đau khổ vì tiến độ, vì khối lượng, vì những cái thứ nhàm chán. Mình bây giờ là hướng tới đó là làm việc với niềm vui, với cái tư duy, với cái con đường mà mình muốn mình đi cơ, là thiết kế công trình thật là tốt, hiệu quả, xanh, bền vững, và làm sao thật sự tối ưu và nhanh chóng nữa cơ. Đấy, và mình mong rằng các bạn sau khi học khóa học này có thể chúng ta sẽ cùng làm việc nhau để có thể phát triển được con đường của mình đi một cách thật là tốt và hoàn hảo. Bởi vì thực ra mà nói thì cái ngành nghề của mình cũng là một cái ngành nghề khá là vất vả, và nếu các bạn không muốn vươn lên, các bạn không có bao giờ tư duy để cải thiện, không làm những điều mới, thì thực sự thì cái nghề của mình khá là bạc. Và mình rất là, mình không muốn, mình cũng muốn là giúp các bạn có thể có được những cái trải nghiệm thú vị. Hiện tại công việc của mình khá là thú vị. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học này nhé. Bất cứ cái comment phản hồi gì mà các bạn học trong khóa học này hãy liên hệ với mình. Mình rất vui khi nhận được các đóng góp của bạn để có thể tạo ra một khóa học tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.